新茶を高まるみたいな家族は日本ダボーウィッシュチュンチンランナイラ家族族ヘチェーン新茶mọi người khỏe không? Hết lockdown rồi nhá, là mở cửa các nhà hàng á, nhưng mà không thể ăn trong nhà hàng đó á, nên mình tiếp tục nấu ăn ở nhà. Mình sẽ giới thiệu một món ăn đặc biệt ở Nhật Bản á, đó là trứng cuộn phong cách Nhật Bản nhá. Mọi người biết không? Là buổi sáng là nhiều người Nhật Bản thường ăn trứng cuộn. Mình nghĩ là trứng cuộn nước khác và Nhật Bản là khác nhau nhá. Nên từ bây giờ mình sẽ nấu ăn trứng cuộn phong cách Nhật Bản nha. Bắt đầu. Nguyên liệu là rất ít nha, là chỉ có trứng gà thôi mà thuê người nhá. Là lần này là chỉ sử dụng trứng gà này thôi nhá. Cũng có người sử dụng xúc xích nha và trứng cá tuyết nha, là mentaiko maki và rất ngon. Có thể là Việt Nam có, nhưng mà sản phẩm đó là của Nhật Bản nha, chi phí là mắc lắm, em bây giờ không có. Ok, là lần này là trứng cuộn phong cách Nhật Bản bình thường nhé. Sự thật là cũng có người sử dụng cái này là bột cá gia vị nhé, dashi no moto, nhưng mà mình lần này là không sử dụng nhé, là muối và đường nhé. À, và nước sôi nhé. Nếu dùng dashi no moto thì mọi người kêu gọi dashi maki tamago nhé, dashi maki tamago, dashi maki tamago trứng cuộn cá gia vị cả. Ok, lần này sử dụng nè, hay quá. Trứng cuộn Việt Nam là thường sử dụng là bánh cái gì đó, là bên Nhật Bản là không sử dụng bánh. Đường là một thìa nha, một thìa, một thìa, có thể là đúng nè. Muối là chút chút nha, chút. Ok, vừa biết cùng sử dụng nước rưỡi hai thìa ba thìa đó, thì cuối cùng là bề ngoài đẹp hơn nữa. Nên ok, sự thật là cháo này là không bằng phẳng nữa, em bây giờ suy nghĩ là khó nấu ăn nữa, nhưng mà không sao, tại vì là mình có tài năng của nấu ăn nhé. Sử dụng đây đi. Mọi người ra đường chưa? Là mình đi ngắn hành bằng xe máy á, thì đó mình thấy có nhiều người á. Ừ, là vui nha. Khuôn mặt của người khác nha đều vui hơn. Ok, 30%. Wow. Nghĩ là dạo này là bỏ nhiều nè. À, làm như thế này nè. Sau đó là cái này là chảo bình thường nhé, nên phải phải làm như thế này nha. Hâu 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 hâu. Ok, sắp đổ. Hôi 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 hôi. Ok, từ đây đến đây nha. Ok, đầu tiên là hơi giỏ, nhưng mà không sao nè, cuối cùng đẹp thì ok.
另外重的红蝶呢蹦啦蝶仔蝶有呀有一种奶呀哦啊明白了呀เราฝ่ายลำเป็นวายละวุ้นนะแกว้งแกว้งแกว้งผมทราบสือสือสืBên Nhật Bản là có cháo đặc biệt là cháo đó là để nấu ăn giống cuộn này nhá như này nhá là bên ngoài là không phải là tròn nhá cháo đó là bên ngoài là vuông nhá嘿那中中国内对吧对吗对吗其中我日本那边那地老天我很厉害呢伊扎卡亚呢我记得我们每年都那我中国牛每年啊还没还没改呀嘚嘚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 嘚うぃーラーゴーニャいただきますゴーンあーゴーン食べたコーヒーチュンガーね普通用ヤビーだしのもとバイオゴーンホーンラネルビーニャティーもうね、はい、すいません。なっくんにゃ。ラビチュンガーはぬっくんにゃばん。ラ、ラ、ラ、ほっにゃうな。うん。ほんかうな。ビ、ほんかうな。ビ、うぅーな。おみ、こう、かっのいにゅうばい。お、ベトナム。うん。のん。Nhưng mà có vị đường và muối nên phong cách nó cũng nhớ nấu ăn trứng cùng phong cách Nhật Bản thì hãy sử dụng sốt mayonnaise đó mayonnaise Nhật Bản đó không có đường nhá hương vị Nhật khi trồng trứng nè thì bỏ mayonnaise chút xíu thì mềm hơn nhá nhưng lần này mình sử dụng nước sủi cũng cóAn hưởng mềm nhé. Bong 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 nữa. Chân là mềm nhé. Cái cấu là mềm. Mặc dù cách nấu ăn chúng cùng phong cách Nhật Bản là rất rất dễ nhưng rất ngon. Là mọi người cũng sử dụng là xúc xích nữa.là trứng cá tuyết nha và paprika là cái gì cũng ok nha. Bây giờ phải ở nhà nên hãy tự nấu ăn trứng cùng phong cách Nhật Bản nha. Nếu thích video Kazuzu Kitchen thì hãy like, share và subscribe nha. Mình tên là Kazuzu của nhóm Double Wish. Bye bye nha.